Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong tựa game Anime Fighter. Gà Anime đã quay trở lại với tựa game này trong cập nhật update thứ 5. Thì thú thật với các bạn, đây là cái lần quay video thứ hai rồi. Video lần đầu tiên của mình tại sao tôi không biết, nó không có âm thanh. Tôi quay gần 20 phút luôn á, hơn 20 phút luôn mà không có âm thanh gì hết trơn á. Nên với lần quay thứ hai này mình sẽ tóm gọn nội dung video nha. Thì đầu tiên, đây là khu vực mới tên là Chimera Island. Giá trị tiền để unlock được khu vực này là 500 triệu. Từ Tokyo Ghoul các bạn farm lên 500 triệu để chúng ta đi qua khu vực này. À, bây giờ là cái lucky của mình còn 1 phút nè. Tiền tôi là 111 triệu nè. Mình sẽ đi quay luôn cái trứng mới này nha. Hunter Star. Đấy, tôi quay xong đi rồi tôi sẽ nói tiếp cho các bạn. Khu vực này là trong cái bộ phim là Hunter Hunter. Với nhân vật như là Gon này, Killua này. Rồi hết tiền luôn. Mắc dữ. Cái trứng này đúng mắc luôn á. Cái trứng này tôi đã mua Game Pass VIP rồi. Giảm 25%. Ồ, phải không ta? Giảm 15 hay 25% gì đó. Nên cái trứng này chỉ có giá là 7,5 triệu thôi. Còn nếu bạn không mua Game Pass chắc là khoảng tầm 10 triệu. Đây những con pet của nó đây. Chế độ BT của mình là 9.000 trứng. 9.000 trứng mình sẽ có được con pet Mythical. Bên góc phải này chúng ta sẽ có hai cái nút. Một nút là Mount, một nút là Bat. Và trong phần Upgrade này mình sẽ có thêm những cái chức năng nâng cấp này. Cụ thể là gen ha. 10% gen cho một cái lần unlock, rất nhiều cái gen luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì làm như thế nào chúng ta có thể kiếm được cái Bat này, kiếm được cái Mount cưỡi này? Đơn giản thôi. Mỗi vùng đất nó sẽ cho chúng ta mỗi NPC đứng ngay vị trí đầu tiên. Như vùng đất Chimera này chúng ta có Lion. Các bạn nói chuyện với Lion để góc phải này nó cho chúng ta 0/5. Nghĩa là sao? Mỗi vùng đất chúng ta sẽ hoàn thành 5 nhiệm vụ liên tục đi farm những con NPC mà theo yêu cầu của nó nè. Tính ra bên tựa game này khá là hay ho trong cái phần ý tưởng. Trước giờ chúng ta chơi á, chủ yếu tập trung vào farm con boss thôi, treo máy farm boss. Những cái con quái bình thường không được sử dụng nhiều. Nên với phiên bản kỳ này cho quest, cho nhiệm vụ để các bạn có thể sử dụng tất tần tật những con NPC mà đi farm tất cả mọi loại quái trong tựa game này luôn, không chỉ treo máy nhàm chán một chỗ. Rồi ha, thì tóm lại là các bạn đi làm lần lượt 5 nhiệm vụ của từng thế giới. Hoàn thành hết 5 nhiệm vụ của từng thế giới, nó cho chúng ta những phần thưởng như sau. Thứ nhất là badge. Mỗi cái badge nó cho mình là cộng 10% gen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. Xong hết tất cả vùng đất mới nhất luôn, mình sẽ có 90% gen. Chỉ số mình hiện tại là 3.6 nè. Mua game badge là nhân 2 đúng không? Rồi nhân thêm 1,6 lần từ những cái badge này. Và thêm 10%, tức là thêm 90% nữa từ cái upgrade này. Cứ hoàn thành cái badge nha. 5/5 nhiệm vụ là có cái badge. Nhận cái badge trong đây xong, rồi vô phần upgrade, unlock thêm cái chức năng này nữa. Và bên cạnh đó nó cho chúng ta thêm cái mao cưỡi. Mỗi vùng đất sẽ có mao cưỡi riêng. Cái này thì nó na ná giống All-Star ha. Chứ admin đã có tham khảo từ All-Star. Đây mình cho bạn coi, chỉ cần bấm equip thôi. Bấm M sử dụng này. Đây là tàu vũ trụ của Frieza đúng không? Frieza là Vegeta gì đó. Từ hành tinh Saiyan. Shuriken là trong Naruto. Đấy. Đây là Shuriken. Cái thứ ba là Heart Attack của thanh niên Kira. Thì tôi nhớ không nhầm tên là Kira. Thứ tư là trong One Piece. Đám mây của Rokudai. Tại vì có Rokudai xài cái trái sen thôi. Thứ năm là trong Học viện siêu anh hùng. Chúng ta sẽ có đám mây. Giống như cân nổ vân của Goku vậy. Cái tốc độ sẽ tăng dần nha. 24, 25, 26, 27, 28. Nên càng về sau thì vật cưỡi sẽ càng nhanh. Tiếp theo là Attack on Titan. Chúng ta sẽ có một cái cục bùi nhùi gì đó không biết. Như thảm bay vậy. Demon Slayer mình sẽ có là cái đầu tàu trong chuyến tàu vô tận. Có đèn sáng luôn nè, chuyến tàu vô tận. Và gần đây nhất chúng ta sẽ có Tokyo Ghoul. Tên là Ghoul Rock. Chịn sao không? Rất là ngầu. Tôi thì tôi thích nhất là cái Tokyo Ghoul này. Tại vì cái màu của nó, màu đỏ đen. Còn về cái mao cưỡi khu vực cuối cùng á, chúng ta sẽ có là cái ván trượt. Chỉ là những con quái đầu tiên thôi mà 200 máu rồi. Góc trái mình nè, tiêu diệt 30 con Raizien 1. Một con 200 triệu máu. Do đó thì nếu bạn không có team mạnh á, thì farm cực kỳ lâu. Và trong video trước mình cũng đã nghe lời các bạn, đó chính là chúng ta đi về những khu vực trước để mình mở ra những con Mythical. Đây chúng ta có Levi nè, cấp 85, 820.000, cấp 81 là 530.000. Kenia Legendary mà cấp độ Shiny của Tokyo Ghoul nha, cấp 87, do video trước mình nâng cấp rồi á, 1.1.000. On My cấp 80, 450.000. Pika là trong khu vực mới nha, Chimera cấp độ Shiny, đó là Epic nha, Epic Shiny 5.8%. Thì chỉ số cấp 81 là 400.000. Nó mạnh hơn rất là nhiều so với Rankin năm 12, chỉ mình gà em. Nhưng mà do mình đã nâng cấp quá lố con Rankin này lên 630.000 sức mạnh. Cho nên tạm thời tôi không xài Pika. Chứ thực sự trong cái phần Index các bạn coi á, Pika nó nhiều hơn, Pika nó mạnh hơn. Và thêm vấn đề cuối cùng trong cập nhật mới này, đó chính là giới hạn những cái con pet
lên cấp 110. Phiên bản trước thì chúng ta chỉ có 99 thôi. Đây 99 ha. Thì bây giờ nếu mà lên 110 đi, 8,4 triệu. Mình đã coi trong phần index thống kê chỉ số. Với một cái trứng mắt như vậy, thay vào đó các bạn hãy quay trở về những khu vực trước khi bạn đã có khoảng tầm 2 tỷ tiền, 1 tỷ rưỡi 2 tỷ để chúng ta mở on my này, chúng ta mở trứng lấy được mythical Levi này và nâng cấp nó lên, nó sẽ mạnh mẽ hơn. Video tiếp theo chắc là mình sẽ có được cái con nhân vật Ripper đúng không? Mythical trong Tokyo là Ripper đúng không? PT mình là 4.700-9.000 trứng rồi. Một trứng là 2,5 triệu, 2,25 triệu. Có được con mythical này là tôi tập trung tất cả những con football ấy. Và tôi nghĩ là chỉ với khoảng tầm cấp 85 thôi, chỉ số của con Ripper này sẽ trên 1 triệu ha. Đam cao nhất để hai gịch của mình là 10,1 triệu nè. Nên tôi farm những con này rất là nhanh. Con Tati 345 triệu máu, chỉ mất khoảng tầm chưa tới 1 phút là đã farm được con này rồi. Một lời khuyên rất là hữu ích từ các bạn. Nên từ bây giờ hãy tích tiền, đừng ham qua khu vực mới để mở trứng, mà quay trở về những khu vực như Attack on Titan và Hero Academy để chúng ta kiếm được một con mythical. Rồi thì video này hơi ngắn ha, tại vì cái video đầu tiên mình đã nói quá trời với lại mình đã quay hết tiền rồi. Toàn bộ update thứ 5 của tựa game Anime Fighter. Nếu bạn yêu thích series này từ channel của mình, hãy cho mình xem một like, đăng ký kênh nếu bạn người mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.